Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tuần Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay thì Ruud Bouwser đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ tập trung cho trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Malaysia vào buổi chiều tối ngày hôm nay vào lúc 19:30 ngày hôm nay, ngày 12 tháng 12. Và ngay sau đó thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tới đội tuyển quốc gia Việt Nam một thông tin cực vui, và đó sẽ là liều thuốc tinh thần để giúp cho đội tuyển của chúng ta sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia. Thủ môn Tấn Trường sẽ dự bị cho Nguyên Mạnh trong trận đấu gặp đội tuyển Malaysia, và lý do là đây. Huấn luyện viên của đội tuyển Malaysia ông Tang Chee Hoon tự chỉ ra điểm yếu chết người của đội tuyển này, và đó sẽ là điều mà Ruud Bouwser sẽ khai thác trong trận đấu vào buổi chiều tối ngày hôm nay. Đó là những thông tin chính trong bản tin của Tuần Bóng Đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Và cũng rất hy vọng rằng trước khi đi đến những nội dung chính trong bản tin của Tuần Bóng Đá ngày hôm nay thì quý vị và bạn hãy dành cho Tuyển Bóng Đá một like, một bình luận ở phía dưới để ủng hộ cho Tuyển Bóng Đá nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, thưa quý vị và bạn, như vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay, Ruud Bouwser đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu gặp đội tuyển Malaysia vào buổi chiều tối ngày hôm nay. Và cũng không có quá nhiều sự khác biệt so với trận đấu của đội tuyển Lào, khi mà danh sách của tuyển quốc gia Việt Nam đăng ký cho trận đấu gặp đội tuyển Malaysia chỉ có đúng một sự thay đổi, đó chính là Lê Văn Xuân thay cho vị trí của Trần Minh Vương. Mà chúng tôi cũng chưa hiểu cái lý do là vì sao mà Trần Minh Vương lại không được đăng ký trong trận đấu ngày hôm nay. Không rõ ràng là cậu ấy có vấn đề gì về sức khỏe hay không. Thế nhưng như thông báo trước đó thì tất cả những thành viên, những cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta không gặp bất cứ một vấn đề gì về mặt chấn thương cả. Do vậy chúng tôi nghĩ rằng là danh sách này có lẽ Huấn luyện viên Bouwser đang có những sự tính toán gì đó cho trận đấu gặp đội tuyển Malaysia mà thôi. Và cũng xin chúc cho Trần Minh Vương sẽ may mắn và cậu ấy sẽ không gặp vấn đề gì, sẽ tiếp tục thi đấu trong những trận đấu tiếp theo. Và để nói về tính chất quan trọng của trận đấu ngày hôm nay thì rõ ràng chúng ta đều hiểu đây là một trận đấu mà đương nhiên thầy trò Ruud Bouwser sẽ gần như buộc phải giành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia, bởi đây là một trận đấu được coi là trận chung kết của bảng B. Chúng ta muốn đi tiếp thì có lẽ chắc chắn gần như là sẽ phải giành được 3 điểm trước đối thủ này. Và ngay ở trận đấu đầu tiên khi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta giành thắng trước đội tuyển Lào, một đối thủ được đánh giá yếu nhất của bảng B, với tỷ số 2-0 thì VFF đã thưởng nóng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam con số tiền cũng không phải nhỏ, 500 triệu đồng. Điều đó cho thấy rằng là những áp lực dành cho đội tuyển là rất lớn trước khi trận đấu diễn ra. Và VFF cũng đã động viên tinh thần rất kịp thời dành cho những tuyển thủ Việt Nam để họ có được cái động lực lớn hơn thi đấu những trận đấu tiếp theo. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển Malaysia, một đối thủ thực sự là rất khó chơi, đúng không ạ? Một đối thủ rất khó chơi. Và VFF theo thông tin chúng tôi nhận được, nếu đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta giành thắng trước đội tuyển Malaysia trong trận đấu vào chiều tối ngày hôm nay thì mức thưởng dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ là khoảng 1 tỷ đồng. Trong khi đó chúng ta đều biết trước đây khi mà trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Malaysia diễn ra thì đích thân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng, động viên khích lệ những cầu thủ của tuyển quốc gia Việt Nam và chúc cho chúng ta sẽ có một trận thi đấu thành công trước đội tuyển Malaysia. Mà chúng ta cũng đều hiểu rằng cái tinh thần yêu bóng đá của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc của quốc gia Việt Nam chúng ta là quá tuyệt vời, đúng không ạ? Chúng tôi nghĩ rằng là rất khó có một đất nước nào có một vị lãnh đạo mà lại yêu bóng đá cuồng nhiệt như là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đúng không ạ? Chúng ta đều biết về Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông ấy là một con người thực sự là giành được những tình cảm rất to lớn từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói riêng, và tôi nghĩ rằng là với cả những người Việt Nam chúng ta nói chung nữa. Đó là một trong những lãnh đạo mà giành được rất nhiều những tình cảm, sự tin tưởng và kính trọng giống như là bác Trọng vậy, đúng không ạ? Đó thực sự là hai con người đã mang đến những sự thay đổi rất lớn về kinh tế chính trị dành cho nước nhà của chúng ta, với rất nhiều những sự thay đổi và những công cuộc mạnh tay, làm việc rất mạnh tay, khiến cho Đảng và Nhà nước ta hiện nay đang giành được rất nhiều sự quan tâm cũng như là sự tin tưởng rất lớn tới từ người dân Việt Nam. Và người bóng đá chúng ta đều hiểu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là một người yêu bóng đá cuồng nhiệt như thế nào, và ông đang sẵn sàng làm tất cả và những sự ủng hộ tuyệt đối của mình dành cho đội tuyển quốc gia để chúng ta sẽ có được một chiến thắng trước đội tuyển Malaysia trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng theo thông tin chúng tôi nhận được, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ thưởng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta số tiền là 500 triệu đồng nếu chiến thắng trước đội tuyển Malaysia. Và có thực đây là một trận đấu mà có lẽ rằng không chỉ là Chủ tịch nước mà tất cả các cầu thủ Việt Nam chúng ta đang hướng đến và chúng ta đang kỳ vọng sẽ là một trận đấu thành công, và 3 điểm sẽ dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Và hy vọng rằng với những sự động viên khích lệ rất kịp thời và những tình yêu của một vị chủ tịch nước cũng như là tất cả các cầu thủ Việt Nam chúng ta yêu bóng đá
thì đội tuyển chúng ta ngày hôm nay sẽ coi đó là thứ vũ khí để chúng ta sẽ cố gắng hơn và giành kết quả tốt nhất trước đội tuyển Malaysia trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 12 tháng 12. Và trong trận đấu ngày hôm nay, một lý do mà rất nhiều người tin rằng là Tấn Trường có lẽ sẽ dự bị cho Nguyễn Mạnh trong trận đấu gặp đội tuyển Malaysia. Bởi thủ môn Nguyễn Mạnh hiện nay đã có một khởi đầu rất tốt ở trên đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mà thắng Lào với tỷ số 2-0. Và thậm chí thì Nguyễn Mạnh đã ghi điểm trong mắt của Huấn luyện viên Bauer khi cản phá cú sút rất đẳng cấp của tiền đạo Billy ken kẹt phòn phỏng trong tư thế đối mặt với pha ra chân cực nhanh. Ngoài ra thì thủ môn Nguyễn Mạnh bắt chính trong trận đấu ra quân tại World Cup 2020 thì điều đó cho thấy rằng thầy Park đã xác định được thủ môn số 1 trên đội tuyển Việt Nam. Vì vậy mà trận mở màn với mọi đội bóng chúng ta đều hiểu đó là trận đấu rất quan trọng và đặc biệt vị trí thủ môn luôn rất được các huấn luyện viên quan tâm và rất ít khi có những sự thay đổi để tránh gây ra những sự xáo trộn trừ khi là thủ môn trước đó mắc những sai lầm nghiêm trọng hoặc chấn thương mà thôi. Và dưới thời của Rob Bowser thì từ đội tuyển U23 đến đội tuyển Việt Nam đều có chung một điểm đó là thầy Park luôn thay đổi thủ môn, thậm chí thì có sự tín nhiệm rất cao nếu đã chọn được quân theo kiểu đó là chọn mặt gửi vàng. Trước đây thì thủ môn Bùi Tiến Dũng là một ví dụ, thầy Park dùng anh xuyên suốt trong một thời gian rất dài bất chấp phải dự bị ở câu lạc bộ nhưng vẫn có tên trên đội tuyển quốc gia. Và thầy Park chỉ thay đổi khi mà Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm quá nhiều tại SEA Games 30 và U23 châu Á 2020 mà thôi, cũng như là đánh rơi phong độ sau đó ở câu lạc bộ. Và trở lại với câu chuyện ở tuyển quốc gia Việt Nam thì Nguyễn Mạnh này rõ ràng thì thua thiệt với Tấn Trường khá là nhiều khi mà Nguyễn Mạnh chỉ cao có 1m78 so với 1m88 của Tấn Trường mà thôi. Thế nhưng điều đó còn không có ý nghĩa lớn tại World Cup 2020 nữa. Lý do là bởi đối thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta hiện nay cũng không phải quá lợi thế hơn về mặt thể hình như là những đội tuyển Nhật Bản, Úc hay là đội tuyển Ả Rập Xê Út ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Và Nguyễn Mạnh cũng hơn Tấn Trường có lẽ về khả năng phản xạ, chơi chân giỏi và phán đoán khá tốt, cùng đó là cũng dường như là mắc ít sai lầm hơn. Và như Nguyễn Mạnh cũng chia sẻ thì anh ấy đang cảm thấy rất vui và rất tự tin để có được xuất phát chính trong khung gỗ tuyển quốc gia Việt Nam khi mà được huấn luyện viên Bauer tin tưởng trong trận đấu vừa qua. Và anh tin rằng với những thử thách phía trước thì mình vẫn có thể phát huy tốt khả năng với sự tự tin của mình. Hiện nay Nguyễn Mạnh khẳng định rằng sau trận đấu thành công trước đội tuyển Lào thì anh ấy đã tự tin hơn rất nhiều. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem trong trận đấu ngày hôm nay thì Nguyễn Mạnh hay Tấn Trường sẽ là thủ môn bắt chính trong khung gỗ của tuyển quốc gia Việt Nam nhé. Và thông tin cuối cùng đó là huấn luyện viên Tang Chi-ho lộ một điểm yếu, chỉ rõ cái điểm yếu chết người của đội tuyển này, và đó là họ gặp khó khăn ở trong 15 phút đầu tiên. Và thật là bất ngờ thì đây chính là cái thế mạnh của tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta dưới thời Ruud Bauer. Chúng ta rất mạnh ở trong những thời điểm đầu tiên của mỗi đấu và đây rõ ràng là một điều mà thầy Park có thể tận dụng được. Ông Tang Chi-ho thì đã chia sẻ rằng 10 đến 15 phút đầu tiên luôn khiến cho đội tuyển Malaysia gặp khó khăn và tôi hy vọng rằng những cầu thủ đang chăm chỉ để nâng cao kỹ thuật cá nhân và cải thiện sức mạnh của đội bóng. Và đây đương nhiên là một phát biểu, là một gợi ý dành cho Ruud Bauer bởi đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta có khả năng chuyển trạng thái cực nhanh và rất xuất sắc và đặc biệt là trong những thời điểm đầu trận. Điều này chúng ta đã thấy rất rõ khi chúng ta đã làm khó được đối thủ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, kể cả đó là những Nhật Bản, là những Úc hay là đội tuyển Australia. Họ đã phải rất bối rối trước khả năng tấn công tuyệt vời của tuyển quốc gia Việt Nam trong những phút đầu tiên của trận đấu. Và khi gặp lại đội tuyển Malaysia với những phát biểu như thế này thì rõ ràng chúng ta đương nhiên là có cơ sở để tin tưởng rằng chúng ta sẽ có những bàn thắng rất sớm trong những phút đầu tiên của mỗi hiệp. Nhưng cũng có thể đây là một chiêu bài của huấn luyện viên Tang Chi-ho để cho đội tuyển của chúng ta có thể rơi vào bẫy và đội tuyển này sẽ dâng lên tấn công để ghi bàn vào lưới của tuyển quốc gia Việt Nam. Thế nhưng có lẽ đó tất cả cũng chỉ là những phán đoán của chúng ta mà thôi. Đương nhiên thầy Park là một người quá già cỗi và quá kinh nghiệm với những đối đầu như này rồi. Mà thầy Park cũng đã có những ẩn ý nói rằng là ông Tang Chi-ho đang có những chiêu bài để khích tướng ông. Cho nên ông chỉ quan tâm đến kết quả của trận đấu chứ không quan tâm là những gì đang diễn ra rồi là những lời nói trước đó như thế nào. Và xin chúc cho thầy trò với Bowser chúng ta ngày hôm nay sẽ thành công và sẽ có chiến thắng trước đội tuyển Malaysia, một đối thủ thực sự là rất khó chơi, được không ạ? Và mặt dự đoán của quý vị bạn về trận đấu là như thế nào, hãy để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tổng Đá nhé. Còn tới đây thì bản tin của Tổng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tổng Đá.